Joe, khỏe không tất cả con rơi, Dũng Senpai đây và chào mừng anh em quay trở lại với Stella Blade tập 4. Đây là một trong những series yêu thích của tôi, làm rất là tâm huyết. Nên là anh em nếu có thấy ra video nhanh thì cũng đừng có quá ngạc nhiên nhá. Đây là bộ trang phục mà anh em ta đã kiếm được ở ngày hôm qua, trời ơi xinh nhờ. Thì bao nhiêu rồi nhờ, mình kiếm được cũng tương đối rồi đấy. 25 lọ rồi nhá. Như kiểu là chúng ta vẫn còn nhiều khu vực khác nữa, khu vực mới khác nữa hay sao ấy nhỉ. Thì ở trong tập trước chúng ta đang trên đường đi kiếm con Alpha Nativa ở cái khu vực gọi là Matrix 11. Anh em mình chắc là mới chỉ đi được nửa đường thôi. Thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở cái đoạn đấy. Tại nhiên em biết đang nhìn cái gì nữa. Mang cái bộ đồ này thì cứ bị anh em soi hơi bị nhiều ấy nhỉ. Đồ dễ thương quá mà rất là sexy nữa. Một cái thang máy mà lại không có cái thang máy đâu hết. Có tin xấu đấy nhá. Chẳng lẽ chúng ta phải như nào, trượt xuống à? Chắc trượt xuống rồi. Ôi giời ơi, ôi 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 ôi. Tóm. Bị ngập nước rồi. Again. Nữa à? Ôi giời ơi. Bro. Gì đây? Ui. Vai. Ui ui ui. Ui. Đồ định thực sự. Ui da. Ây da. Trời ơi, view đẹp quá. Ok. Ây da, ây da, ây da. Vai trường. Ui 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 ui. Bạn ơi. Bạn chị ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Ui. Ôi mà ớn vậy. Lên này. Đây rồi. Đây rồi. Ui dồi ôi. Ok. Thế em ổn không? Bây giờ thôi. Ui. Nhảy. Wow. Phải. Shit. Well, gotta love a challenge. Ơn thật đấy, vậy mà không xây xước gì nhở? không miếng tây luôn ạ. Trường. Chà, anh em ta mang bộ này chắc là view tăng cũng nhiều ấy. Ok, một bộ bây giờ cực kỳ là gợi cảm luôn. U đây ôi. Nghi lắm. Okay. Chúng ta đang rất là gần với cái tín hiệu của con Alpha rồi. Có vẻ như là nó chỉ đang ở trên cái bậc thang này thôi. Phải. Căng vậy. Eve, nhìn cái này này. Ồ, lại nữa à? Đây là lại một bản ghi nữa. Một bản ghi của... Dạ, chúng ta có thể giải được cái bí ẩn này. Playing it here could provoke the other nativas. Don't worry. We'll still have time to check the legacy after retrieving the alpha core. Yes. Chúng ta có thể nghe xong. We should focus on fighting the alpha nativa. Trước tiên là phải đỉnh chơi nó cái đã. Cứ giữ cái cục đấy. Chúng ta nghe lại nó sau. Ủa, chính là cái chỗ này. Nơi này là sao? Đây là một cái nơi để lọc nước. This is the source. Ôi mà, cái sân này. Cái sân này, cái sân win boss rồi. Oh shit. Có thứ gì đó treo ở trên. Không. Sống như kiểu là người vậy. Nghĩ là họ còn sống đấy. Ôi, Taki. Đó là Taki.
Ôi, chẳng lẽ vậy? Có khi nào lại đánh với Taki không ta? Tại sao chị lại ở đây? Treo ngay đây nó mới phải. Đó là Alpha Native bạn. Vãi. Ôi, Taki hóa điên rồi. There's no way. That's impossible. Oh shit. Oh. Mà không tin được. Vãi Taki ạ. Mà tôi biết là Taki vẫn còn sống mà. Ủa, ảo thật. Ui. 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 Má. Gắt vậy. Ôi trời ơi, hụt rồi. Ui. Rồi, uống máu nhầm lúc rồi. Ui, một tay mà. Má. Wow. Mình ơi. Rồi. Tính nhìn này. Đâu rồi? Cái mọc cánh à? Rồi, hút rồi. Rồi mà. Bị giáp chưa? Đây rồi. Taki này. Taki này. Ôi. Ây da. Túng nhân mày. Cái gì đây? Ôi! What? Holy shit! Rồi kìa, rồi kìa. It's collapsing! Careful! No! Ủa, thế xong rồi. Vẫn chưa xây xước gì. Chưa đâu. Ui, hai cánh luôn rồi. Một cánh máy và một cánh quỷ. Ui, vãi ghê gớm nhở. Từ nha. Hết máu nha. Rồi, không đỡ được, phải né thôi. Ui, ghê nhở. Đây à. Fuck yes. Má. Úp. Ấy chà.
Ui. Mẹ. Gắt vậy. Oh my god. Starky này. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Come on. Vỡ khiêng này. Chưa vỡ à? Ui à, ui à, cũng được đống máu đấy, cũng được đống máu đấy. Ui, từ từ nha, à, ớn nữa nha. Em cũng thấy ớn rồi nha, em cũng thấy ớn nha chị. Em cũng thấy ớn đấy. Tôi đâm luôn rồi. Tôi đâm chị tôi luôn rồi. Oh no. It's over. Kết thúc rồi. Yes. Đúng vậy. The subjugation is being lifted. À, phải nồi chị tôi vẫn còn sống ạ. Ảo thật đấy. Nhưng mà mất một tay rồi. Dương quá rồi. Dương quá phiên bản nữ. Vãi tóc bị gì hết kìa. Yes. My Eve. Trời ơi. Thanks for freeing me. Khoan, nhưng mà I have. Nhưng mà Taki cũng không sống được à hay sao ta? Ủa là sao? Trời ơi. Đáng lẽ chúng ta sẽ phải có cốt truyện hay hơn của Taki chứ nhỉ? Will the memory stick be destroyed? Because it's already contaminated. No, it won't be. In that case, trời đất. Are we floating among the stars? To space. Taki! Phải. Memory stick. I promise, Taki. Thẻ ký ức. May your memories live on. Forever. Buồn vậy. Trời ơi, đáng lẽ chúng ta sẽ có cốt truyện cho Taki nó hay hơn chứ nhở. À, Taki, nhân vật xui xẻo nhất của tựa game này luôn. Vừa vào game, chưa biết trời đất gì cả, bị đâm xuyên ngực. Tới gần, chắc là gần nửa game thì lại chết mất. Nhưng mà lại rất là xinh, rất là ui, đúng tiếc luôn. Cốt truyện nữ nhân vật chắc là rất là dễ khiến nhiều người rất là thất vọng. Vãi. Could I take a look at her memory stick? Ôi, vậy là con người cũng có thể biến thành Alpha Nativa được kìa. Kinh thật. Chịu luôn ạ. It feels different from the Elder Nativa.
I can dimly make out the image of a Netiba bearing black wings. Black wing à? Black wings. À, đúng rồi. It's the one that attacked Taki and me. Chính là cái con đấy. But why? I can feel the hatred, but I cannot feel the source. Why? Why does it hate us? It's not unusual for Netibas to find themselves at odds with humans. But this... Can you locate it? It is not yet within the scope of my personal link. Hiện tại thì vẫn chưa được. The same goes for the other Alpha Netiba. All right then. We'll need another hypercell. Where should we go? Một cái hypercell cuối cùng nữa. Giờ thì chúng ta đi đâu? The hypercell is it. Hypercell. The easternmost reaches of the desert. Abyss Levor. Sa mạc hả? This one won't be easy either. Thành này thì không hề đơn giản Let's đâu. Hurry. Yes. Trời ơi. Giá như mà chúng ta có Taki trong biệt đội này nhỉ, thì đúng đúng bài luôn. Đúng chuẩn thanh niên Adam này này thì gọi là cực kỳ là may mắn. Bà hot girl đi cạnh. Nhưng mà chúng ta thực sự là rất là tiếc. Rất là tiếc cho Taki. Damn. As you know from first hand experience, it is not an easy fight. Nó không hề là một cuộc chiến đơn giản. Nhưng mà em hứa, em sẽ tìm hắn. Em sẽ bắt hắn phải trả giá. Em không thể sai lầm hai lần được. Ý anh nói, ý anh sao? Không có gì. Để chúng ta cứ cứ phải chuẩn bị thôi. Chuẩn bị để tới các cái chỗ đấy. Abyss Levor. Thì nó ở khu sa mạc gì đấy các bác ạ. Ồ, còn cái bản ghi nữa. I'm worried about what this one is going to be about. Em đang lo là không biết nó nói về cái gì đây. Oh shit. Sao nào? Ồ, lại là cô gái này. Ui, bạn này cũng xinh nhá. Raven. After the second dive. Fifth record. Bản ghi thứ 5. Legacy account Raven. I am the lone survivor. The truth. The truth always lets me down. I have gathered a good amount of information from the lab's records and the memories of the soldiers. We've always followed the instructions of Mother Spirit. Chúng ta đã luôn theo hướng của tin mẫu. She was our guiding light, our salvation, our god. Okay. However, in truth, Mother Spirit was a powerful artificial intelligence created by my mind. Ôi vãi. Distant past, there was an engineer named Raphael Marx. Raphael Marx. He was her creator. Oh, Mother shit. Spear brought great prosperity to mankind, but she seemed to have changed her mind on the creation of Andro Eidos, her self-made counterpart. Damn. After seeing the limits of humanity and the potential of Andro Eidos, she decided there was no room to spare for mankind. What? Our god is not the god of humans. Oh. Then why? Why do we worship Mother Sphere? I don't know anymore. The more I learn, the more questions I'm left with. Everything puzzles me. Ôi, có khi nào mình gặp lại cô này không ta? Oh. Wow, một sự thật chấn động. Vậy tinh mẫu là một AI. A being that was created. Tạo ra bởi chính con người. With our own hands. But why would she want to destroy us? This information is full of errors. Sao có thể muốn hủy diệt chúng ta? It's just not credible. Thông tin này không rõ ràng. Có thể có lỗi gì đó. Things only exist because people make them. Like us. How dare you? That's blasphemy. Sacrilege. Right. Sorry.
phải. But the truth doesn't need to be kind, only true. The grace of Mother Sphere is a fiction, at least for the humans left here. Maybe you too will come to feel this way. What? Lily, Adam. This isn't the whole story. Đây chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Chúng ta còn không biết nó là sự thật hay không nữa. Ah, yes. You're right. Chị nói đúng. We need more information. Chúng ta cần nhiều thông. Ui, tóc đẹp nhỉ. Vừa vàng vừa đen kìa. Adam, please take me to Abyss Lavoir. Hãy mang em đến Abyss Lavoir. Oh my god. Are you ready to leave? All preparations are complete. Ok. Thì chắc là chúng ta sẽ chưa đi vội, mà anh em mình sẽ quay lại cái khu vực vùng đất hoang kia để tiếp tục một vài thứ. Đấy, đi những nơi mà chúng ta chưa tới, nhặt một vài cái lon Coca, Pepsi. Chúng ta sẽ quay lại đây sau. Sau đó thì chúng ta sẽ tới Abyss Lavoir sau. Đấy mà, tôi biết ngay mà. Càng chơi ở gần giữa game thì chúng ta càng biết tin mẫu là một cái gì đó nó rất là bí ẩn, mà không hiểu nó là cái sinh vật hay là nó là thứ gì mà mọi người lại tôn sùng nó đến như vậy. Và đặc biệt là Lily nhá, chắc chắn đó là sự thật. Chắc chắn mà cái cô bạn trong cái bản ghi nói đó là sự thật, tên gì tôi quên mất rồi. Nhưng mà tin mẫu chỉ là một cái artificial intelligence thôi, chỉ là một cái AI thôi, được do con người tạo ra. Nhưng mà sau cùng nó lại tiến hóa, thế đéo nào lại có suy nghĩ riêng các kiểu, và bắt đầu là sắp xếp rất là nhiều kế hoạch các kiểu. Bạn chị ơi, bây giờ này have ôi vãi, mãi mới thấy một lon ạ. 27 rồi nhá. Xuống nào. Ui xa vậy. Forbidden, khu vực bị lãng quên ấy. Bãi trưởng. Ui dưới kia sâu vãi. Cry the clear. Ok. Ui ma, sao giống chỗ inbox vậy? Hả? Wait a minute. Ôi ơi ơi, nó nhảy kiểu gì vậy? Look, this person died recently. Hả? So, this must be the partner. Then something must have been here. Người này chỉ mới chết gần đây thôi. Ấy à, ấy à, ấy à. Ôi. Gấp lại. Con này tên gì nhỉ? Blue. Bạo lực. Ui à, nó cua nhanh đấy nhở. Ơi, biến đuổi. Ui bắn đủ các thể loại skill luôn. Hết rồi. Ui. Nó chuyển pha rồi. Ây à. À, căng vậy. Ôi. Ây à. Nó vẫn còn siêu. Uầy. Nhảy lên, phải nhảy mới đúng. Trời ơi, ăn 3 hit luôn má. Mày chết. Mày giáp chưa?
bay giáp chưa? Mày! Bay giáp chưa? Chiếu cuối đây! Chết luôn. Đi luôn. Shit. Quá đã. GG bitch. Biết ngay là dưới này có con gì mà. Let's head back. Well, after we pay our respects, of course. Oh. Gì đây? Ôi. Lại là con này. Nhưng phiên bản màu vàng. Hả? Hả, nó là boss à? Ui à. Boss này, boss này. Boss vô đây. Boss vô đây. Ai shit. Đi kia. Damn boy. Why? Chết. Ôi giời ơi. Tưởng mày cái gì? Cũng mày đây. Cũng khá đây. This is the place. Oh, Star facility. I don't see any sentinels. Ủa, chỗ này cũng rộng nhờ. Nhìn quen thứ, ok nhá. Lạ nhờ. Vào bảo vào đây nhặt đồ, cuối cùng ở trong là chả có gì. Vậy thì Nativa ở đâu? À đây rồi. Ơ kìa. Sao lại là mày? Ủa, nó mất lõi rồi, nó vẫn còn sống kìa mấy má. What? Ô trời ơi. Má căng vậy. Ôi ghê vậy. Lên nào em ơi. Oh shit. Nó không sao vẫn sao không ấy gì hết nhỉ? Why? Why? Ui, nhiều giáp mày. Nhiều giáp hả mày? Nhiều. Nhiều giáp hả mày? À, mình còn có 3 viên máu. Why? Shit. Chết không? Chết luôn không? Chết rồi. Oh. Hey, you are right. I'm fine.
Oh. Is this a subspecies of what we encountered in 807? What's it doing here? Looks like it caught the sentinels in an ambush. Phải cứ nó đặt cho tôi cái nhiệm vụ tới để nhặt cái thùng kia, cái thùng này. Đây, mở ra chả có méo gì hết. Quay lại thì gặp nguyên con Gigat. Nhưng mà tại sao nó mất lõi nó vẫn còn sống ta? À, lạ lạ lạ. Oh! Một đống luôn đi. Oh. Ok. Cyber Magician. Ở đây rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Vãi. Holy. Holy day rabbit. Ơi. Oh my. Really? Wow, đây chắc chắn là một trong những bộ sexy nhất trong này luôn đây này em ạ. Trời ơi. Thỏ ngọc, thỏ ngọc. Giáp trong những tựa game chặt chém của phái nữ thì càng mỏng thì càng mệnh phải không? Của phái nam thì càng dày, càng ngầu thì là càng mệnh, còn nữ thì càng ít vãi là càng mệnh. Cái tiêu chí đấy nó đã xuất hiện từ thời xa xưa, từ thời ông cha chúng ta rồi anh em ạ. Tuy bộ này rất là xinh nhưng mà mang mà xem trên YouTube thì nó cũng hơi ấy thật. Đấy, nó xinh thì nó xinh thật nhưng mà nó hơi thiếu vãi, thực sự là nó thiếu nhiều vãi quá. Ôi cha. Gì nhỉ? Y pháp mỹ nhân pháp sư ấy. Magician. Cho gì nữa? Our relationship has grown even more constructive. I hope this trend continues. Trời ơi. Trời ơi. Kín bừa. Nè. Hoài, cái này đẹp nhỉ? Rồi, hoàn thành xong một ít nhiệm vụ, kiếm thêm một ít đồ đạc. Chúng ta có rất là nhiều cái bộ mới. Đây, bộ màu vàng này nữa. Chà. Nhìn trông thể thao nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ lên đường để qua khu vực mới, khu vực tiếp theo. Thấy quả tóc xinh thế nào anh em? Đây, Abyss Levoir. Khu vực này là chắc là bên ấy rồi, bên chỗ sa mạc lớn rồi. Đây, sa mạc này. Cái Hypercell tiếp theo nó nằm ở đây anh em ạ. Why? Bay vô luôn. Hơi nguy hiểm mà nha. Hơi ớn. Ui dạ. Có cái nào rơi không? Không. Uầy. Thế tàu ngầu vậy. Pháp sư thỏ đến đây. Looks like the engine was damaged from all the sand. Phải như là cái động cơ đã bị hỏng rồi. Chúng ta phải đi bộ từ đây thôi. Em có ổn không? Ổn với chuyện này không? Please support me with the drone. Không sao. Giúp em với cái drone là được. I'm here too. Don't you worry. Ok. Đây. Với cam Central Desert. Thì chúng ta đang ở ngay sa mạc luôn đây. There are definitely issues with this camp as well. Cam này nó bị gì rồi luôn rồi. Nhấn suvo nhưng mà nó không chạy. Ơ lại nữa à. Một cái tháp nữa. Nó lại mất điện nữa rồi. Kìa. Mang đôi guốc mà đi trên sa mạc này nghe nó cũng hơi điêu thật. Đẹp nhở. Trời, đứng đây ánh nắng chan hòa má vãi đồ họa thiệt đấy. À, đồ họa gắt thật đấy, không giỡn đâu nha. Càng qua nhiều khu vực mới tôi càng thấy nó đẹp. Rất là ấn tượng luôn đấy. Con gì đây? Ui. Má. Ok.
mẹ mày con gì vậy? Oh shit hả? Ui da, tự nhiên ở sa mạc lại có cái hồ nước mà, cái cồn cát nhở? Ui, mát mẻ thật đấy. Nhưng mà trước khi kiếm cái tháp thì anh em ta qua đây đã. Adam, over there. Adam, bên kia kìa. What is he doing? Em thấy có gì đó, ai đó bên kia. Nó là Clyde. Didn't expect him to still be alive. Không ngờ là anh ấy vẫn còn sống đấy. Này chill nhỉ. Có một cái chỗ để ở trong cũng ok đấy. Chỗ chill thật đấy. Nhưng mà chưa thấy giường ngủ có cũng đâu nhỉ. Hello. Hey. Hey. Em không thể ở ngoài này như này. Mấy tí bay tụi này cái tí ba có thể tìm thấy ông đấy. What? Sao cơ? Why is that so important to you? Tại sao nó lại quan trọng với ông như vậy? Can you hear me? Ông có nghe tôi nói không vậy? Hả? Là sao? Ông câu cá mà ông không care mà người đẹp hot girl đứng cạnh luôn ạ. À. 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 Có khi nào check the tool for manual data. It's not a weapon. Nó không phải là vũ khí. Có lẽ là một cái dụng cụ gì đó. Khai thác gì hả? But not very strong. And so thin. Nó rất là mỏng. I'd be surprised if it didn't break. Oh, câu cá. Ơ, câu cá được luôn. À, có phải lý do ông chú không muốn nói chuyện với tôi là bởi vì tôi chưa câu được con cá nào ấy không? Quăng à? Quăng. Đừng quăng trúng váy nha. Được không? Được rồi. Được rồi. Ui. Vãi nồi. Ôi, à, cắn nóc hả? Trời ơi. Toàn gai luôn. Cá câu gai. Chà, con cá đầu tiên rồi. Bây giờ chắc nói chuyện với ông chú được rồi đó. À, bây giờ là công nhận đấy. Chứng nhận câu được cá rồi đó. That's a surprise. Khá là ngạc nhiên đấy. All angels so insistently talented at everything they do. Thiên thần nào cũng làm một xíu là giỏi à? That's hardly something I'd expect someone sitting in a place like this to say. After the colony extinction took everything away, fishing was really all I had left. Câu cá chỉ còn là thứ duy nhất mà tôi còn thôi. Underground reservoirs, barren shores. Thú vui tao nhã nhỉ? All over the place. My trusty fishing rod in tow. ông chú dễ thương quá. I see. You've got quite a story. Ông chú tính cách rất là chill. Đéo quan tâm ai hết, đéo quan tâm thế giới luôn. Câu cá chắc là cũng giúp mình được gì đó đấy. Ui, góc nhìn này xịn đó. Thôi đây nào. Ngon. Cá gì đây? Trời ơi, con cá thoi lòi. Ảo thật đấy. Vãi câu cá đây. Câu cá này vui phết đấy. Ủa bố. Wow, cá gì đây vậy? Beta. Ôi mà. Bên Linh. Tôm hùm. Đây rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Mày chết. Mày chết rồi. Ui. Finally. Ui, ok. Cũng bình thường. Ui, trong tập tư luôn á. Vãi. Perhaps that day will never come. However, if you do finish the codex, I want to give you something called the fisherman's dream. Một thứ gì đó, fishing man dream, giấc mơ của những người câu cá. Đấy. Giấc mơ của những cá thủ à? Lạ nha. Nếu mà tôi hoàn thành tất cả những câu được tất cả cái bộ cá trong này thì tôi sẽ được một cái món quà gọi là giấc mơ của những cá thủ.
Tôi không biết nó là cái món đồ hay là cái gì, vũ khí hay là cái gì đấy, nhưng mà một cái cần câu siêu xịn chăng. Rất là tò mò luôn. Nhưng mà để câu được hết tất cả những loại cá luôn thì có vẻ là cá này hơi bị căng đấy, không hề đơn giản đâu. Đấy, thì có lẽ là có thời gian tôi sẽ lại quay lại đây câu cá tiếp. Tại thì bây giờ thì cứ mà có người nào chết đuối dưới này cơ. Sợ thật. Làm gì thì làm, chúng ta phải khởi động cái trạm điện trước. Điện năng lượng mặt trời này. Tháp này. Ôi. Rồi máu đâu chơi? Ây da. Ma. Ai chơi vậy? Lên nào. Come on. Come on. Come on. Đâu nữa? Come on. Come on. Come on. Come on. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Ây da. À. Đây rồi. Đây rồi. Ua. Từ nha. Từ nha, vẫn còn một bình nha. Còn một bình nha. Vẫn còn một bình nữa nha. Từ khoan. Ôi. Đã không có chỗ hồi máu rồi. Gặp cái boss nữa. Ui, 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 nó quẹt. À, mãi mới được xài. Shit. Wow. À. Đập nó nào. Come on. Được hồi miếng máu nào không vậy? Lượn cái đá, lượn cái đá. Nó đuối. Làm gì đây? Ui. Chết đoạn này thì đúng nhám luôn. Từ khoan. Mình làm được cái gì nhỉ? Ai à. Đúng rồi. Combo liên tiếp. Ây da, vậy mà chết. Trời ơi. Này, vô. Vô. Ôi ôi. Vậy mà trúng kìa má. Rồi, con mày đi rồi đó. Mẹ ớn thật.
This is revenge for the Sentinels. All right then. Trả thù rồi. Let's get back to fixing this tower. Trả thù cho mấy thanh niên kia rồi. Ôi má nó trâu. Mày ớn thật. Rồi. All systems clear. Solar tower status normal. Oh, finally. Có điện rồi. Có điện là có máu. Office level là cái nào? Ôi. Con kia lại lại cũng có một một chị nữa đang đợi. Ở đây rồi, chắc lại phải phải uyến với cô này. Sau đấy mới được qua gì ấy, nghi lắm. Có test nữa không? Yes. Đúng there vậy. Không thể có ngoại lệ được. Then let's not waste any time. Vậy thì còn đợi chờ gì nữa? Nào vô. Rồi, lần này là bao nhiêu? 6 đòn hả? Sao đỡ rồi? À, đỡ 6 đòn hả? Lại thiếu rồi, lại thiếu một đòn rồi. Đỡ phải đỡ được 6 đòn nha. Chị đánh đi em đỡ cho. Đánh đi chị. Đây rồi. Ok chị. Hay lắm chị. Come on. Cái gì? Bao nhiêu đòn dữ ấy? Má. Ok. Có ai? Ủa. Just as I heard, outsider. Mấy pha cuối đỡ khó thật đấy. Wow. Please be careful. Phải. Cuối cùng chị cũng chịu mỡ. Chị hơi bị rườm rà nhá. Rồi được rồi, chắc mình sẽ dừng tập 4 của a series Still La Play ở đây. Một tập cũng tương đối là dài, chúng ta đã đánh quả không biết bao nhiêu con anh em ạ. Và khá là đáng buồn khi mà chúng ta đã mất đi chị Taki lần thứ hai. Trời ơi, tưởng Taki đã chết lúc đầu nhưng mà hóa ra Taki vẫn còn sống. Nhưng mà lại trở thành một Alpha Natiba. Và chúng ta phải đối mặt với Taki và phải hạ gục cô ấy. Một cái kết rất là buồn cho người chị hot girl siêu xinh của tôi. Và trong tập tiếp theo, tôi cùng với anh em sẽ đi vào Abyss Reservoir để kiếm cái Hypercell cuối cùng. Tập hợp đủ 3 cái Hypercell thì gần như chúng ta đã hồi sinh được ở thành phố Sion rồi. Ok, hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm những bộ trang phục gợi cảm nhất của Eve. Nếu anh em thích Still Love, lấy đấm vỡ nút like. Bây giờ thì mình Dũng Senpai xin chào tạm biệt và chúc ngày tốt lành. Bye bye.